xin chào thầy và các bạn hôm nay mình sẽ làm bài tập 7 về xử lý về điều khiển đọc ADC dùng cảm biến LM35 thì đề bài yêu cầu là đo nhiệt độ hai kênh 34 hiển thị trên LCD 16x2 các ánh báo quá nhiệt khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. đầu tiên thì mình đi vào phần cứng Thì phần cứng thì đầu tiên là có hai con cảm biến LM35 được kết nối vào kênh 3 và kênh 4 AN3 và AN4 này. Rồi có thạch anh gắn vào chân A6 và A7. Bên này thì có một bộ LCD với các chân điều khiển là kết nối với bot D các chân RS, RW, A thì được nối với bot A và đồng thời thì còn thêm một hệ thống loa buzzer khi mà quá độ thì loa sẽ kêu mình có sử dụng con transistor cái này thì được xem như là một khóa điều khiển tự động để điều khiển loa Từ giờ mình uh, sẽ nói qua phần code Phần code thì đầu tiên á Mình khai báo ADC bằng 10 bit Sau đó thì mình thiết lập Chân uh, điều khiển của lcd chính là Bot D Rồi thiết lập các chân uh, RS, RW, RA vào bot A đó khai báo thư viện LCD và khởi tạo một biến clear. Biến clear này dùng để xóa màn hình LCD. Sau đó là sử dụng một mảng cái tên là mảng LCD có các giá trị từ 0 tới 9. và các và một số biến như là ND1, Y và ND2. Thì đầu tiên là mình khởi tạo một chương trình con có tên là hiển thị 1 chương trình con này thì có tác dụng là hiển thị nhiệt độ của kênh đầu tiên và chương trình con thứ hai là hiển thị nhiệt độ của kênh thứ hai và bây giờ mình nói về phần chương trình chính đầu tiên là mình set hai bot d và a chính là bot nó ra và cho pin C0 chính là mặc định dạng nó là output và ban đầu thì cho output bằng lâu output C0 bằng lâu sau đó thì mình sẽ khởi tạo chân ADC khai báo dùng nguồn xung nội sau đó là khai báo mà các khai báo các các kênh mà mình sẽ dùng hôm nay chính là kênh 3 kênh 4 và thêm một phần nữa là VSVD chính là VREP cộng và VREP trừ rồi tiếp đó là khởi tạo LCD LCD setup bây giờ thì mình đi vào phần lập thì đầu tiên là mình cho hiển thị hiển thị lên LCD hai dòng là ND1 ND2 có nghĩa là nhiệt độ kênh 1 nhiệt độ kênh 2 sau đó thì mình bắt đầu set channel 3 có nghĩa là mình bắt đầu đọc kênh 3 đọc tín hiệu ADC từ kênh 3 sau đó là gắn biến ND1 bằng RIC ADC sau đó là lấy biến ND1 chia cho 2,046 vì sao chia cho 2,046 Vì ở đây đầu tiên thì muốn tính được nhiệt, muốn hiển thị được nhiệt độ lên LCD thì chúng ta phải à, xác định phải tính được từ cái ngõ ra của LM35. Thì đầu đầu tiên đầu tiên thì ta phải tính uh, step size là vì mình ở đây mình uh, mặc định là cho Vref là 5V Vref là 5V mình, nên mình sẽ lấy xếp tính step ra bằng cách lấy uh, 5, 5, 5 chia cho 2 mũ 10 1 ở đây có nghĩa 2 mũ 10 1 là vì ADC 10 bit 2 mũ 10 1 rồi sẽ ra được step size mà step size ở đây nó không phù hợp với uh, Uh, chân của LM35 là khi mà lên một nhiệt độ thì sẽ à uh, nhiệt độ sẽ uh, nó ra sẽ cộng 10 mV. Nên mình phải uh, phân giải nó ra bằng cách lấy à uh, uh, 10 chia ra step size thì từ đó mình sẽ đọc hiển thị được nhiệt độ lên LCD. Tiếp đến thì uh, khi đọc xong uh, kênh 3 thì mình sẽ set để đọc kênh 4. Sau đó là gắn biến ND2 và tiếp tục giống như vậy rồi hiển thị hai uh, chương trình con rồi uh, sau đó mình uh, sử dụng câu lệnh if ND1 lớn hơn 40 hoặc ND2 lớn hơn 40 có nghĩa là khi mà nó vượt quá 40 độ thì output 2 pin sẽ có nghĩa là loa output rơi sẽ kêu rồi mình cho một vòng lọc for vòng for này sẽ Column for này sẽ có tác dụng là nháy chữ quá nhiệt độ lên màn hình CD có nghĩa là nó sẽ nhấp nháy nhấp nháy để cho mọi người dễ nhìn thấy sẽ delay 200 ms và khi mà L ngược lại là khi ND1 và ND2 nhỏ hơn 40 thì mình sẽ tắt cái lỗi đi và xóa cái dòng chữ quá nhiệt độ Giờ mình sẽ đi vào phần mô phỏng. Thì Đầu tiên là ở đây có hai kênh, đây là kênh 1, kênh 3 và kênh 4. Thì ví dụ như mình chỉnh mình đọc được nhiệt độ ở đây là 35. Nhiệt độ 35 hoặc 34 thì khi đọc được nó sẽ hiển thị ra đây là 34 còn kênh 2 ví dụ như đây là 36, 37 thì nhiệt độ ở đây hiển thị ACD phản là 37 và khi một trong hai cảm biến là M35 có nhiệt độ lớn hơn 40 thì uh, sẽ kêu loa sẽ kêu và nhấp nháy dòng chữ điều này thì sẽ dễ dàng chúng ta phát hiện và giảm bớt nhiệt độ tương tự với cây mộ cũng vậy Phần trình bày của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.